Hãy cố gắng nhất có thể dù việc đó là rất nhỏ, rồi bạn sẽ nhận ra được sự khác biệt. Lúc bắt đầu đôi khi khó khăn, hãy cố gắng và làm tốt hơn từng chút một. Thời gian sẽ chứng minh bạn làm được nhiều hơn như thế. Đừng bao giờ nghĩ mình là giỏi nhất, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ có người giỏi hơn mình. Đừng quá tự ti cũng đừng khinh thường người khác, bởi mỗi chúng ta đều có ý nghĩa riêng của mình. Kiến thức mà chúng ta đã biết rất nhỏ bé so với thế giới ngoài kia, hãy luôn luôn học hỏi và đừng bao giờ nghĩ rằng mình hiểu biết nhiều. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, càng không có gì là hoàn hảo, phải biết chấp nhận những khuyết điểm. Đừng cố gắng làm giống người khác khi mình không thể, phải biết tận dụng khả năng của bản thân, chấp nhận sự khác biệt. Toán học ứng dụng trong thực tế. Chúng ta đã quá quen thuộc với toán học, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết được những ứng dụng thực tế trong đời sống của toán học. Nhưng các bạn có biết không, thế giới này tồn tại là nhờ có toán đó. Bài toán phần 1. Bài toán đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn là bài toán phổ thông, phương trình đường tròn tâm OXY, bán kính R trên tọa độ OXY. Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với bài toán này, đã làm rất nhiều lần rồi nữa. Và ứng dụng thực tế của bài toán này là hệ thống định vị GPS mà chúng ta biết đến ngày nay. Chắc hẳn chúng ta ai cũng dùng điện thoại và biết GPS là gì. Vậy GPS với bài toán phương trình đường tròn liên quan ra sao? Đầu tiên, ta có bài toán như sau. Cho hệ tọa độ OXY, đường tròn tâm O bán kính bằng 1 và điểm A trên đường tròn, làm sao để chúng ta xác định tọa độ của điểm A? Bước 1, ta lấy hai điểm A, B với tọa độ bất kỳ, ta dùng thước đo khoảng cách hai đoạn AB và AC. Bước 2, ta viết phương trình đường tròn tâm B, tọa độ đã biết và bán kính AB đã đo được. Bước 3, ta viết phương trình đường tròn tâm C với bán kính AC. Bước 4, ta giải phương trình và tìm ra giao điểm của ba đường tròn. Giao điểm đó chính là điểm A cần tìm. Hiểu GPS này, ta xem đường tròn tâm O là trái đất, điểm A là chúng ta, người cần định vị. Điểm B là các vệ tinh bay xung quanh trái đất. Bởi vì chúng ta sống trên bề mặt trái đất nên các điểm A sẽ chỉ nằm trên đường tròn tâm O. Tọa độ vệ tinh B và C đã hoàn toàn xác định được. Khoảng cách AB và AC xác định bằng cách trao đổi sóng giữa vệ tinh và thiết bị, dựa vào thời gian và vận tốc, suy ra khoảng cách. Từ đó, các vệ tinh tính toán và xác định tọa độ, kinh độ, vĩ độ của chúng ta trên trái đất. Từ kinh độ, vĩ độ, thiết bị xác định địa điểm cụ thể mà chúng ta đang ở. Trong thực tế là hệ tọa độ OXYZ nên chúng ta cần ít nhất 3 vệ tinh. Nhưng thực tế để tránh sai sót, người ta dùng đến 4 vệ tinh để xác định chính xác nhất có thể vị trí của chúng ta. Rất thú vị phải không nào? Bài toán đơn giản phổ thông, toán học phát triển lên thành một công nghệ vô cùng quan trọng và hữu ích ngày nay. Các bạn thấy đấy, GPS nghe thì có vẻ rườm rà, vệ tinh, công nghệ thông tin. Nhưng nó là ý tưởng của bài toán chúng ta học từ cấp 3 đấy. Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp thông tin thú vị đến mọi người. Vậy các bạn có còn thấy toán học khó khăn không? Tôi thì không. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút chuông và nút subscribe bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!